Xin chào các bạn nha. Đi tìm. Đây là trùng thu của em đang này, buổi tối đến này. Thằng con chả lùng đen cho nó. Nó chạy người ta đưa cho hết rồi. Thì nhưng mà đây là chuẩn bị vào tối nay chương trình đêm trung thu cho các cháu sinh nhi. Và mọi thứ đã chuẩn bị rồi. Các hiện tại mọi người đang ăn cơm. Thì đang ra đây kiểm tra lại công tác chuẩn bị các bác nhé. Với hệ thống âm thanh là cái nhà lá vườn tự lôi ra thôi. Chứ cũng không thêm mệnh này cũng không dùng loa lớn. Dùng bát 30 đây. Đây mấy cái đồi bát 30 các bác nhé. Các bác cùng xem cái không khí bọn em đã chuẩn bị cái chiều này nhé. Công tác chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay cho tất cả các em thiếu nhi ở cụ xóm các bác nha. Đây là xóm em là gồm có độ 7 hộ thôi. Có nghĩa là cả thôn thì sẽ rất là nhiều xóm. Và mỗi xóm sẽ tổ chức riêng. Thì đây là cái lễ hội trung thu của hàng năm, có nghĩa là thường niên các bác nha, năm nào sẽ vậy. Thì mỗi xóm sẽ có tổ chức như thế này. Cứ mỗi xóm sẽ có vài hộ. Đấy, thì sẽ vài hộ sẽ làm như thế này. Sẽ ăn uống cho vòng vài ngày.
và ca nhạc là nhẹ nhất trong vòng 2-3 đêm. Đấy thì đây là tối nay bọn em là chuẩn bị đây. Tối nay là đêm chính thì bắt đầu ăn uống rồi, đang bị ở nhà là nấu nướng rồi. Còn đây là ban nhạc cây nhà lá vườn có mang tạm mà thôi. Vì cũng rất là sợ với ông sợ trời mưa không ôm vào hết cho nên là mang số lượng như thế thôi, chứ còn mọi năm là mang nhiều lắm. Đập cho là rung đường luôn đấy. Năm nay thì mang như thế này là quá là ok rồi bác nha. Lò đánh rất là hay. Và đêm nay sẽ là một đêm rất là vui cho các em thiếu nhi ở thôn các bác nha. Đấy thì đây là quê em thì ở xóm của em thì ở đầu làng. Đấy thì có hai cái cây ở phía đầu là bóng sao, lá cờ tổ quốc đấy, bác thấy nhìn rất đẹp không? Còn là view rất là đẹp đúng không? Và bây giờ các bác cùng nghe lại nhạc tiếp.